Thì các bạn hôm nay mình xin hướng dẫn các bạn cách làm nhạc liên khúc liền mạch. Hiện tại thì có rất nhiều phần mềm làm nhạc liên khúc nhưng mà ghép các bài nhạc lại thành liên khúc nhưng mà nghe nó không được có liền, không được liền mạch. Tớ tìm mãi thì cũng tìm thấy phần mềm làm nhạc DJ thì có thể làm nhạc liên khúc liền mạch rất là hay. Chúng ta sử dụng phần mềm Guitar DJ Pro. Tí nữa tớ sẽ để link bên dưới cho các bạn ở đây, hoặc các bạn có thể tự tìm trên mạng về cái phần mềm này thì nó chưa chưa được crack. Ở chỗ tớ tìm thấy một cái bản crack nhưng mà không biết để đâu mất rồi. Các bạn giải nén xong rồi bung cái file này lên cài đặt, các bạn nét xong rồi khi nào chương trình chạy xong thôi nhé. Xong rồi các bạn khi cài xong chương trình sẽ hiện lên, các bạn tắt đi và copy cái phần này. Đầu đĩa C các bạn, cái này tại tớ cái xài Win 64 bit nên có thêm chương trình của 32 bit. Các bạn tìm Guitar DJ, các bạn dán vào, dán vào xong rồi sau đó các bạn mở lên xong các bạn ấn vào đây. Các bạn đợi một chập cho các bạn tắt đi. Chúng ta dùng thêm một phần mềm để cắt nhạc. Tí nữa tôi cũng sẽ để chung cho các bạn tại đây. Phần mềm này vừa có thể cắt vừa có thể ghép nhưng mà ghép nó không có được hay, không có được liền mạch. Phần mềm này thì ghép rất nhanh. Các bạn ấn vào đây để tìm đến mục tìm đến bài hát, các bạn có thể kéo giữ chuột trái kéo thả vào. Nếu các bạn muốn cắt thì các bạn ấn vào bên này nhé. Xong các bạn ấn play để nghe thử, và nghe thử đến đoạn nào bạn muốn cắt thì bạn ấn vào đây. Cắt mà để làm nhạc liên khúc thì tất nhiên các bạn nên cắt để trước sớm, trước khi ca sĩ hát 1-2 giây, chứ đừng cắt sát quá như nhạc chuông. Và các bạn ấn vào đây để bắt đầu cắt nhé. Từng con sóng xô em lớn em theo bóng nhớ. Và cái đoạn kết thúc của cái bài chúng ta cắt thì các bạn cũng nên để dư ra 1-2 giây để tí nữa ghép cho nó liền mà. Xong rồi các bạn ấn vào đây, Start, chọn mục lưu, ấn OK. Cái mục thứ hai, mục ở giữa này là cái mục chúng ta cần kỷ niệm. Nếu các bạn muốn ghép nhanh nhưng mà nó ra nó không được hay, không được liền mạch, thì các bạn có thể dùng luôn phần mềm này và các bạn ấn qua bên đây nhé. Xong các bạn kéo thả hoặc ấn vào đây để chọn tới bài hát. Xong các bạn chọn ấn vào Start và lại tên. Và đây, phần mềm này cắt và ghép rất nhanh các bạn, chỉ trong nháy mắt.
chúng ta cắt các bài hát thành từng đoạn nhỏ mà chúng ta muốn làm liên khúc, xong chúng ta mở chương trình DJ lên. Các bạn, cái này vẫn chưa crack được, nó vẫn đòi mật khẩu, các bạn tắt đi. Nói chung là chụp chạy ảnh hưởng gì. Xong các bạn ấn vào đây. Vào đây. Chỗ này là để em chọn mục lưu. Đặt lại tên, đặt tên. Các bạn hãy click vào những cái này nha. Nói chung là tất cả. Chỗ này các bạn chọn đuôi WAV hoặc MP3. Sau đó các bạn chọn chất lượng, tôi chọn chất lượng cao nhất. Sau các bạn ấn vào Start. Nếu mà khi các bạn bắt đầu play thì nó sẽ tự động thu lại. Nên chúng ta chọn đến những bài hát chúng ta cần làm liên khúc. Chúng ta nhấp pha hai lần liên tiếp vào bài hát. Cái thanh này là kéo lên là hát chậm, kéo xuống hát nhanh. Chỗ này là volume của bên A. Chỗ này là volume của bên B. Và khi cái bài này đang chạy thì các bạn ấn luôn bài thứ hai, các bạn nối nó sẽ cường qua bên này. Các bạn để ý nha, số dây chạy lui này, trên đây nó cũng có một cái hàng để báo gần hết bài, khi gần kết thúc bài á. Các bạn nghe, nếu các bạn muốn làm cho hay thì các bạn nên nghe lại các bài hát của các bạn muốn làm, biết khi nào ca sĩ hát xong rồi thì bắt đầu hát. Khi mà gần ca sĩ gần hát hết thì các bạn bắt đầu bật bài thứ hai, khoảng gần hết thì khoảng là tầm còn không đến mấy giây á, và còn 1-2 giây đó các bạn bật bài thứ hai. Bật bài thứ hai, khi bắt đầu bật bài thứ hai các bạn để volume nhỏ hơn một chút. Và để volume nhỏ hơn, các bạn bắt đầu bật bài thứ hai á, thì cái bài này gần hết, xong rồi các bạn kéo từ từ lên.
cái bài này hát hết thì kéo volume lên cao nhất. Khi đang hát bài thứ hai thì các bạn để cho chạy bài thứ hai thì các bạn bấm tiếp thì nó sẽ qua bài thứ ba, nó sẽ qua một bên này lại, cứ lặp đi lặp lại như thế. Các bài sau các bạn cứ làm như thế. Tớ làm hồi nãy chỉ có minh họa cho các bạn thôi chứ không thể tuyệt đối được, bây giờ tớ làm minh họa thôi. Làm xong rồi các bạn ấn vào đây sẽ tốt. Và bài hát đã có ở đây, chúng ta đã có kết quả rồi. Đại dương mênh mông ơi hãy em. Chào các bạn, chúc các bạn thành công.